chơi Phước trở lại rồi đây. Bây giờ Ngọc Phước sẽ tham gia một trò chơi Phước tự đặt tên là đập đá sáng sớm nha mọi người nha. Đây thì đá này là đá bi uống nước đá nè. Hồi nãy được phổ biến á, là thọ cái tay vô lấy cái trái banh nhỏ vàng vàng dưới này, xong rồi bóp ra coi cho nó có cái gì. Trời, cái này nó cứng nát ở đây luôn rồi nè. Anh ơi cho em cái chàm tiêu đi. Anh ơi cho em cái chàm tiêu đi. Ủa? Ôi. Từ từ để em đọc. Em đọc chữ không có chạy. Từ từ đừng đáp mọi người. Sống, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Cứng quá à. Để gió cuốn đi. Gặp nhau. Mình cùng nhau đứng bên. Gặp nhau là duyên. Khi hết duyên tự đi. Như vậy cho nhẹ nhàng hơn. Yêu gặp nhau là duyên. Khi hết duyên tự đi. Cái người này đừng than vãn. Lạnh quá. Ủa cái này có phải thực sự là mở ra được không vậy mọi người? Cái này có phải thực sự là mở ra được không vậy mọi người? Ui. Này dài chắc quà quá, dài chắc quà quá. Ha. Quà nè, trúng số. Ngâm cả hai tay và hát từ khóa trong 10 giây. Không phải quà nha. Dụ tôi hả? Lại rất dày nha, rất nguy hiểm nha. Trời ơi, bây giờ thấy dày là thấy quýu rồi mấy má ơi. Ngâm nước 10 giây. Vậy là 10 giây, 10 giây nữa là 20 giây rồi. Rất là Vi ơi, kêu xe lăn chị Vi ơi. Nay là không phải đi quay rồi. Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã yêu nhau qua kiếp này. Tim càng tim lạnh qua chẳng bao giờ tắt đâu. Lạnh quá anh chị ơi. Của tôi ra là mình ổn những sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ở đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác. Ơi ghét nó rồi. Tại rất dày nha, rất dày nha. Không có một phần quà nào nó tồn tại dưới cái đáy này hết. Hát 3 bài hit của anh Bùi, anh Tuấn. Anh cô đứng hình mất 5 giây. Ta quên nhau đã bao lâu rồi. Hỡi đêm, đêm có hay. Ở nên tình yêu kết thúc lại nha em kỹ đầu. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi. Lạnh không em, lẻ loi bàn tay giá rời. Còn cái bài nữa, lặng yên với một sâu nữa. Lặng yên nghe tiếng mưa rơi. Rồi, hết rồi. Ui, ghép nữa quá. Lại rất dày nha. Hát 3 bài hit của HAT ha. Lời hứa tình yêu. Con phải nói rằng em cũng yêu mà lần này rồi ơi anh không nhận ra. Rồi, taxi, hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Hãy đưa tôi đến nơi không còn sầu. Mà nhiều đau khổ trong tình yêu mà người ta vẫn thường mơ. Vậy đâu người hỡi yêu làm chi lại hơn bờ mi. Cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì bao. Ngày qua lệ hoan tình ta cứ nghi xưa người đến quá. Cứng quá. Này mỏng nè. Quà đi ạ. 2 triệu lạnh. Lạnh không em, lẻ loi bàn tay ra rời. Lạnh lắm nha mấy anh chị ơi. Quà không à. Quà đi ạ. 2 triệu. Cười không biết hát. Biết hát bài buồn không à. Cười coi hài đừng hát. Quà đi ạ. Không à, không phải quà. Đôi bàn tay đan vào nhau. Em không biết bài đó bài gì nữa. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nãy giờ box sao chưa có quà vậy mấy anh chị vậy? Vậy thì anh hứa để làm gì? Đã không còn lại gì. Hứa để trọn đời vẫn yêu em. Anh hứa để làm gì? Đã không còn lại gì. Hứa để trọn đời vẫn yêu em. người ta không còn yêu nhau nữa. Con hỏi thăm giờ trở nên thưa. Này có chung luôn. Em cũng không nhớ bài nào. Nhiều khi em hát mà cũng chả đoán bài nào. Em hát ra toàn bài mới không. Ta quen nhau đã bao lâu rồi. Hơi đêm đêm có hay mà giọt buồn hơi vương trên môi màn đá. Thôi chứ chắc cùi tai quá. Cùi tai quá. À nha, nãy giờ không thấy quà nha, mấy anh chị dụ em phải không? Nhà em có con gà trống, mèo con và con con. Gà trống cái o o o, mèo con đang định bắt chuột. Con đêm bình buồn, chỉ có đôi ta đứng đây hơi buồn. Dần buồn, chỉ có đôi ta đứng đây hơi buồn. Bài gì vậy nữa chứ? Em nghe nha, em buồn á. Con chiếu tàn nên nó nhớ trong anh. Rồi từ đây bên nhau nha anh của em. Đôi ta mãi không rời xa. Da 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 da. Mấy bạn chơi trước có cắn giống em không ạ? Yêu nhau đi để rồi mai chia ly. Mình sẽ trong cơn đau, trong cơn mơ còn có nhau. 30 giây cuối cùng. Vậy em hát tới chừng nào mới có quà vậy mà? Gió vẫn hát thầm, gió nghe bên hiên. Không có quà. Đường anh cứ đều, đường rộng và dài anh cứ bước đi. Em đừng lại để nhìn anh. Thấy chưa? Mình phải khiêm tốn mọi người. Mình mặc dù thật ra là các bạn có thể biết các bạn tài giỏi nhưng mà các bạn phải khiêm tốn. Giống như mình đó. Học theo mình nhé. Em nghĩ là em phải là top đầu á. Ít nhất là cũng phải nằm trong top 5. Tại vì nhất là em có những bài hát rất mới hoặc những bài hát rất cũ. Em là đi đầu trong con đường mà cover. Tại vì em cover là một bài khác hẳn, hoàn toàn không giống với bài gốc. Và nhiều khi mọi người không thể nghe ra bài gì đúng không ạ? Lạnh, rất tật luôn nha mọi người. Nhìn đôi bàn tay em nè. Đôi bàn tay này đã không thể đánh bài được nữa. Không thể xào khô xào chẻ được nữa rồi. Rất buồn nha mọi người nha. Đây. Mà rất là dụ nha mọi người. Mọi người nói ráng bóp đi em, có quà đó. Mấy anh chị trước nhiều khi không có. Nhiều khi em là hôm nay em quay buổi sáng là có quà nha. Không có quà. Có tật thì có chứ không có quà nha mọi người. Rất buồn luôn. Cảm thấy mình bị lừa dối.